Feel uninvited. Left home in West LA. Yeah, yeah. MD, JPB. It's only right, baby. Yeah, why you mad? Chào mừng anh em trở lại kênh của mình. Tiếp tục kêu gọi anh em đăng ký kênh Ớt Xim Xanh ha. Cái kênh mình mới mở anh em. Về ăn uống á, anh chỉ cần đăng ký là được rồi. Ủng hộ mình ha. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều. Rồi, hôm nay mình sẽ làm một clip về nhân phẩm nha anh em. Tiếp tục nha anh em. Đây. What the fuck? Tiếp tục là mình sẽ làm cái tiếp chủ tịch giả nghèo. Đó, làm hình yếu anh em. Để coi như thế nào anh em. Đấy, vui vui nha anh em. Chứ thật ra cái này mạnh lắm nha anh em. Bạn của bạn Nguyễn Hiền nha. Đấy, nói chung là mình sẽ vào mình làm cái đội hình yếu chút. Đấy, đội hình này nè, để coi như thế nào. AI có thương tình không? Đó, thương tình cho mình con 102, 104 gì không? Đấy, rồi bây giờ mình sẽ vô mình quay nha anh em. Rồi quay nha. Đó, đây chủ tịch giả nghèo nha anh em. Mạng hơi yếu anh em. Thật sự thì từ lúc mà Covid đến giờ là mạng yếu lắm. Người ta ở nhà nhiều anh em, người ta dùng internet nhiều á, nên khá là yếu nha. Nhiều anh em đã hết chưa hết lắc rồi coi quảng cáo không được á. Đấy, đấy nó lót không ra rồi nè, nó lót từ nó mới ra nè, anh em thấy không? Lâu lắm. Nên đó là tình trạng chung thôi anh em ơi. Chứ giờ không có fix được, không là khắc phục được đâu anh em ơi. Tình trạng chung thôi. Đó, chịu khó chơi vậy thôi. Rồi anh em. Bây giờ mà nó nổ rồi đó, cho nó lót hết đi. Mình vô mình mở nha anh em. Coi như thế nào nha. Đầu tiên mình sẽ chơi ngoại hạng Anh nha anh em. Ngoại hạng Anh nha. Đó. Nó cứ từ đi, mình chơi mấy giải luôn. Rồi, bắt đầu mở nha anh em. Rồi, mở rồi. Yeah. Gì đây? Hôm nay làm một clip vui cho anh em nha. Nó như thế nào nha. Yes. Cầu thủ. Yes. 102 anh em ơi, 102. Yes, phát đầu tiên anh em. Một phát đầu tiên luôn, ghê chưa. Cũng có hiệu quả anh em. Được. Bây giờ mình chơi phát thứ hai nha anh em. Tiếp tục anh em ơi, tiếp tục. Phát đầu tiên thấy là ngon lành rồi đó. Hôm nay mình chơi mở 10 lần nha anh em. 10 lần. Đó. Tiếp tục phát thứ hai coi. Mình sẽ mở 5 giải đi anh em. 5 giải đều chút đi. Lấy cầu thủ đều chút. Đấy. Tiếp tục nha. Con 102 này thấy ngon rồi đó, là thấy lời rồi đó, thấy lời rồi anh em. Lời rồi đó. Con gì đây? Yes, cậu. Trời ơi, 97 anh em. Trời ơi, con này cùi. Thôi, cho qua. Rồi, xong rồi. Tiếp tục. Qua giải La Liga nha anh em. Mình cứ bỏ 5 giải đi anh em. Đều của thủ chút. Đó. Tiếp. Gì đây? Rồi ra có mấy. Gì ra. Con gì đây? Cầu thủ. Yes. Còn 98 anh em. 98 thì cũng đỡ. Cho vô FPC luôn. Rồi, tiếp tục một phát nữa nha anh em. Tiếp tục. Mình giả nghèo mà mình được có con đầu tiên anh em. Thì ai vẫn chưa thương tình tiếp tục. Chắc cũng khó anh em. Khó hai con 102 lúc lắm. Yes. Trời ơi, coi anh em ơi. Ôi trời ơi. Rồi, mình coi Bundesliga nha anh em. Rồi, phát đầu tiên đây. Yeah. Cờ ra con mấy cái gì ra, cầu thủ gì ra đây. Yes. Mở rồi. Yes. Ây trời ơi. Coi anh em ơi. Thiệt tình luôn. Tiếp tục phát thứ hai. Bundesliga này mình trông chờ dữ lắm anh em. Kiếm con CB anh em. Đấy. Yes. Con gì đây. Mở đi. Yes. Cầu thủ. Ôi, lại là con 98. Trời ơi. Ôi, tiếp tục anh em qua Serie A nha, Serie A. Cứ mỗi giải là mình mở hai lần đi, mỗi giải mở hai lần cho nó đều chút. Kiếm cầu thủ cho vô FPC đó anh em, 6 giải nha. Rồi. Mở, có gì đây? Cầu thủ đó, yes, trời ơi con 97. Ôi. Rồi, tiếp tục anh em, một phát nữa. Serie A. 102 đâu, 102, yeah, 102, yes. Mở đi, yes, con gì đây, yes, oh my, còn 96 anh em ơi. Ôi, Serie A chán quá. Rồi, tiếp tục qua bên Ligue 1 anh em, Ligue 1. Đây,
Rồi ra có mấy cái gì đó, cầu thủ gì đó, đây. Yes, ra rồi, có gì đấy. Cầu thủ, what? Trời ơi, 100. Thôi cũng đỡ anh em, ra còn 100 cũng được đi. Đó, cũng ok đi. Đỡ hơn là con 96, 97. Rồi, làm một phát nữa nha anh em. Một phát cuối cùng ạ ra nha. Yes. 100 rồi, chắc lên 100 lại 2 được á. Gì đấy, gì đấy. What? Trời ơi, coi rồi anh em ơi, coi rồi, xong rồi. Nói chung ạc này thì cũng được rồi anh em. Được con đầu tiên phát khai trương là được con 102 rồi. Trời ơi, cũng ngon rồi, cũng đỡ anh em. Bây giờ mình vô mình xem cầu thủ như thế nào nha anh em. Được bao nhiêu con này ha. Đây. Ạc này cũng khá ngon anh em. Ạc này của bạn Nguyễn Hiền nha. Đây. Vô mình xem coi. Đạt này được tổng cộng bao nhiêu cầu thủ rồi. Đây, được 17 cầu thủ anh em. Khá ngon rồi. Khả năng làm FBC này khá dễ rồi. Quá trời anh em. Được con 102 cũng ngon kìa. Màu ra kìa. Đấy. Con Quaker nữa kìa anh em. Đấy. Con 100 nè. 2 con 1, 3 con 100 nè. 99 2 con. 98 3 con. 4 con chứ. 97, 96 quá trời luôn. 17 con nha anh em. Đây. Con màu ra nè. Mới mở ra nè anh em. Con này thì chạy giống nhanh lắm. Có gì thôi để mình review chơi cho anh em ha. Đó, để sau đi. Ok anh em, hạt này thì khá ok rồi. Được con 102 là mọi người anh em. 10 phát là 102 với con cọ là ngon rồi. Bây giờ mình tiếp tục cho anh em qua một hạt khác nha. Đây đây, hạt này đây. Mở 7 lần. Hạt này được 7 lần ta. 6 lần chứ nhỉ? 6 lần, hạt này 6 lần anh em. 6 lần nha. Mình thì hạt này thì tập trung vô Bundesliga anh em. Kiếm con CB, hạt này hơi cùi nhưng phải kiếm con CB để mình chơi ha. Rồi. Phát đầu tiên nha anh em. Yes. Yeah. Vô. Mở rồi. Yes. Con gì đây? Cầu thủ. What? Trời ơi, con 96. Trời ơi. Con 96 này mình mở ra 3 con rồi anh em. 3 con rồi nó. Trời ơi, đem dưới ta. Tiếp tục nha anh em. Con gì đây? Má. Yes. Con gì đây? Tiếp tục cầu thủ. Yes. Oh man, lại con 97. Oh. Đen thật anh em ơi. Đen rồi. Hạt này đen thật. Hạt này chưa được con nào mà quá 100 anh em. Thì được con 100 hết rồi. Hạt này khá đen. Mở ra, mở thôi. Yes. Gì đây? What? Oh, coi anh em ơi, coi. Thôi, hạt coi còn hơn con 96, 97 anh em. Rồi. Tiếp nha. Yes. Rồi ra con mấy cầu thủ gì ra đây. Yes. Cầu thủ. Yes. Ôi, con 99. Trời ơi. Con 99 thì cũng đỡ anh em, cũng được đi. Coi vô FPC cũng được. Đó, tiếp tục nha anh em. Tiếp tục nha, còn hai lần nữa. Mở thôi. Cái trò chơi danh phận mà chơi vui nè. Nói chung là mình quay clip này vui lắm. Phấn khích lắm nè. Đó. Yes. Gì đây? Yes. Ôi, còn 98 nữa. Con này mình cũng mở ra 1-2 con rồi. Trùng quá trời luôn em. Trời ơi, còn có một phát thôi em ơi. Thôi lỡ rồi. Tiếp tục thôi. Mở Bundesliga luôn. Chơi luôn anh em ơi. Yes. Tính ra mở cái nhân phẩm mà vui anh em. Vui lắm em. Tiếp đây, cầu thủ không? Cầu thủ kìa. Ôi, rồi xong. Hai con liên tiếp rồi mở anh em. Quá đen. Đen thịt. Thôi. Bây giờ mình vô mình xem ạc này cầu thủ như thế nào nha. Đó, coi như thế nào ha. Đen quá anh em ơi, đen này đen quá. À kia hình, đen quá. Bạn Nguyễn Hiền khá hình nha. Đây, được 12 cầu thủ nè. Trùng mấy con luôn em ơi. Đó. Trùng quá trời luôn. Ạc này hơi đen. Thôi, mình làm clip vui cho anh em này ha. Thôi, anh em thấy clip này hay thì like share cho mình nha. Anh chưa đăng ký thì đăng ký ủng hộ mình nha. Cảm ơn anh em. Xin chào anh em.